Hello, xin chào anh em nhá. Xuân Trịnh đứng đây từ chiều. Đấy, các bạn sẽ hỏi rằng là hôm nay tôi đang ở, có bạn ở đâu và tôi đang làm gì đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với quý anh chị em là hiện tại bây giờ Xuân Trịnh đang có mặt tại trại gà 3.000 gà của nhà anh Toàn ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Thì đây là một trong những trại gà mà đang sử dụng sản phẩm siêu tăng trọng của công ty thuốc thú y Supervet này. Đây, siêu tăng trọng này của công ty Supervet. Ngoài ra anh Toàn còn đang dùng sản phẩm vua sát trùng này. Ngoài ra anh Toàn còn sử dụng các dòng sản phẩm để phòng và kiểm soát các bệnh liên quan đến hô hấp phức hợp này, các bệnh cầu trùng ở trên gà này. Thì đây là một trong những trang trại đã sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty Supervet và nó mang lại hiệu quả khá là cao. Buổi trưa ngày hôm nay tôi đi trực tiếp từ Phan Phòng Hà Nội xuống thẳng trang trại dưới này. Và tôi có hỏi ông chủ rằng là anh ơi, bây giờ vào trại nhà anh có cần phải ủng phần dây không? Anh ta nói rằng là bản thân Xuân Trịnh là một trong những người dân văn phòng, nên là anh không đi trang trại nào, nên là anh cứ vào thẳng trang trại của tôi thôi. Nhưng anh có sợ bẩn dây không? Tôi bảo rằng là không sao cả. Tại vì gà này nó ăn thuốc của chúng tôi, nó hít thuốc sát trùng của chúng tôi, và nó được chúng tôi bảo vệ, nên là cái việc mà tôi đi giày như thế này để dẫm một ít phân của gà cũng chẳng sao cả đâu, nó cũng bình thường. Nên là tôi không có ngại vấn đề đấy. Nhưng quan trọng nhất là tôi vào đây tôi nhìn đàn gà nó hết rất là tuyệt vời. Nó mang lại cho tôi cái cảm xúc tích cực về những cái sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi sáng tạo ra để bảo vệ tất cả những đàn gà ở khắp Việt Nam. Vậy thì nếu mà các bạn đang mong muốn tìm một cái đối tác này, đang mong muốn tìm một cái công ty mà có những cái sản phẩm dịch vụ ấy tốt nhất nhá, sản phẩm dịch vụ tốt nhất để làm sao bảo vệ được đàn vật nuôi nhà các bạn, bảo vệ đàn gà nhà các bạn, vậy thì các bạn hãy chọn lựa sản phẩm dịch vụ của công ty Supervet nhá. Đây là một trong những công thức độc quyền được dược sĩ của chúng tôi sáng tạo ra và chỉ có duy nhất ở công ty Supervet có thôi. Tất cả những sản phẩm trên thị trường có thể là cái hàm lượng hay là cái chất thuốc có thể nó giống chúng tôi, nhưng mà tôi đảm bảo với các bạn rằng khi các bạn để hai loại thuốc với nhau các bạn sử dụng thì chắc chắn Supervet sẽ vượt trội hơn so với những người bạn đồng môn, đúng không? Vậy thì nếu mà các bạn đang chăn nuôi gà, các bạn hãy nhớ đến sản phẩm dịch vụ của công ty Supervet. Bây giờ công ty Supervet có những sản phẩm dịch vụ gì đang sử dụng trong đàn gà này? Đây, siêu tăng trọng, vua sát trùng, đặc trị hô hấp phức hợp, cầu trùng. Đấy, đấy là những sản phẩm mà đang sử dụng trong trang trại này. Cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.